Lương Triều Vĩ từng đuổi Trương Mạn Ngọc, chê cô không biết diễn xuất và cái kết gây ngỡ ngàng. Ảnh đế Vương Triều Vĩ năm nay 59 tuổi là nam diễn viên Hồng Kông cực kỳ nổi tiếng. Nhiều lần đoạt giải Kim Tượng và Kim Mã với danh hiệu nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đồng thời cũng là tài tử Hồng Kông đầu tiên giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes với bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu. Thế nhưng ít ai biết, khi làm phim Tân Trác Sư Huynh năm 1984, Lương Triều Vĩ từng chê bai thẳng mặt Trương Mạn Ngọc, nữ diễn viên đóng cặp với mình, thậm chí còn đề nghị cô bỏ vai khiến người đẹp bị sốc nặng. Trong bộ phim Tân Trác Sư Huynh, Lương Triều Vĩ đảm nhận vai nam chính, còn Trương Mạn Ngọc lúc này mới vào nghề, kỹ thuật diễn còn rất non nớt, ngây ngô, chưa thể bắt kịp với nhịp diễn của tài tử nổi tiếng. Không quen nhìn cách diễn thiếu chuyên nghiệp của Mạn Ngọc, Lương Triều Vĩ thẳng thừng chỉ trích bạn diễn. Cô không hề biết diễn, về nhà đi. Lời nói quá sức thẳng thắn có phần chói tai khiến Trương Mạn Ngọc vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, cô không thù ghét đàn anh mà xem lời chê đó như động lực, thề rằng sẽ trở nên xuất sắc. Quả nhiên nữ diễn viên nói được làm được, cô liên tục đóng 12 bộ phim sau đó. Cứ phim sau lại diễn xuất tốt hơn phim trước, được đạo diễn và khán giả hết lời ca tụng. Có thể nói, kỹ năng diễn xuất của Trương Mạn Ngọc tiến bộ nhảy vọt. Liên tiếp sau đó, Trương Mạn Ngọc giành các giải thưởng danh giá. Cô là nữ diễn viên người châu Á đầu tiên giành giải, nữ diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes và là sao Hoa ngữ đầu tiên đoạt giải Gấu Bạc, nữ diễn viên xuất sắc tại liên hoan phim quốc tế Berlin. Cô giữ kỷ lục về số lần được trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông 5 lần và giải Kim Mã Đài Loan 4 lần. Bên cạnh đó là giải Kim Mã cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 1990. Có thể thấy, Trương Mạn Ngọc đã lấy lời chê bai của đàn anh làm động lực làm việc chăm chỉ, trau dồi diễn xuất. Cuối cùng thành tích và danh tiếng chẳng kém Lương Triều Vĩ chút nào. Sau này, chính Mạn Ngọc lại đóng cặp với Lương Triều Vĩ trong bộ phim Tâm Trạng Khi Yêu. Đây là bộ phim kinh điển, một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á mọi thời đại, được giới phê bình điện ảnh quốc tế đánh giá là bộ phim hay hàng đầu của thế kỷ 21. Có thể thấy, Trương Mạn Ngọc có thành tích điện ảnh cực cao, nhưng sau khi bước đến đỉnh danh vọng, cô đã từ chối rất nhiều lời mời diễn xuất. Đã không đóng phim mới trong hơn 10 năm, hiện Trương Mạn Ngọc tập trung vào âm nhạc và các hoạt động phúc lợi công cộng. Cô đã quyên góp 2 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 7,2 tỷ đồng cho nạn nhân trận động đất ở Vấn Xuyên, Tứ Xuyên. Mạn Ngọc cũng lên sân khấu và hát như một ca sĩ nhạc rock. Lúc đầu, cô bị chê tơi tả, nhưng vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Đến khi Mạn Ngọc sáng tác và hát ca khúc chủ đề Nếu Như Không Có Người cho bộ phim City in Love, cô đã thực sự được khán giả công nhận. Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964 tại Hồng Kông, sau đó nhập cư vào Anh năm 8 tuổi. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô ở với mẹ. Năm 16 tuổi, Trương Mạn Ngọc một mình đến London sống và làm nhân viên bán hàng trong một tiệm sách. Tới 18 tuổi, cô về Hồng Kông với mẹ và bắt đầu kiếm sống bằng nghề làm tóc. Trong một lần đi mua sắm, cô được một công ty tuyển người mẫu quảng cáo chú ý, rồi được mời đóng quảng cáo. Năm 1983, Trương Mạn Ngọc thi Hoa hậu Hồng Kông, rồi đạt giải Á hậu. Với chiến thắng này, cô bắt đầu ký hợp đồng với TVB và chính thức trở thành một ngôi sao trong showbiz. Theo tờ Sohu, thời kỳ cao điểm, Mạn Ngọc từng đóng đến 12 bộ phim điện ảnh truyền hình một năm. Trong sự nghiệp, cô đóng với nhiều ngôi sao tên tuổi, Thành Long, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Lê Minh, lẫn các đạo diễn nổi tiếng nhất như Từ Khắc, Vương Gia Vệ. Trương Mạn Ngọc ở tuổi toàn về già sống rất lặng lẽ. Cô hiện ở tại một khu bình dân, đời sống giản dị. Cô có nhiều bất động sản cho thuê, tài sản riêng ước tính vài chục triệu đô la Mỹ. Có thể nói là ăn tiêu cả đời cũng không hết. Thế nhưng thay vì ở nhà cao cấp, chạy xe sang, mặc đồ hiệu, nữ diễn viên lại có lối sống giản dị đến khó tin. Cách đây không lâu, Trương Mạn Ngọc bị cánh phóng viên bắt gặp cảnh chạy chiếc xe Mitsubishi Pajero đời 1990 đã vài chục năm, chưa một lần thay xe. Chiếc xe dù đã ở tuổi lên lão, cô vẫn bảo dưỡng tốt và dùng nó làm phương tiện thân thiết cho đến giờ. Một nguồn tin cho hay, Trương Mạn Ngọc yêu quý chiếc xe vì nó gắn bó với sự phát triển sự nghiệp, những thăng trầm trong cuộc sống của cô. Đối với ngôi sao Tâm Trạng Khi Yêu, chiếc xe còn là một kỷ niệm quý giá. Trương Mạn Ngọc từng nói với bạn sẽ tiếp tục sử dụng xe cho đến khi không còn đi được nữa. Trương Mạn Ngọc từng chia sẻ, cô không quan tâm nhiều đến các thương hiệu thời trang. Việc đổ tiền vào những món đồ đắt giá thường khiến cô thấy tiếc. Chỉ cần tôi thoải mái, tôi thích là được. Cô cũng không thích hào quang giới giải trí và dần e ngại xuất hiện trước công chúng.